Các bạn biết gì chưa? Vào ngày 26 tháng 5 thì cả nước Hàn Quốc đều xôn xao về vụ việc một nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm của phi cơ hãng Asian Airlines đang chở khoảng 200 người trong lúc nó đang hạ cánh, khiến cho 12 người bị thương, trong đó 9 người nhập viện vì khó thở. Cụ thể là sự cố xảy ra lúc 12 giờ 45, tức là 10 giờ 45 theo giờ Hà Nội vào hôm 26 tháng 5. Khi mà chiếc phi cơ Airbus A321 của Asian Airlines chở 6 nhân viên đội bay và 194 hành khách chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Daegu, cách thủ đô Seoul 237 km về phía đông nam, chuyến bay khởi hành từ đảo Jeju khoảng 1 giờ trước đó. Người phát ngôn hãng hàng không cho biết một nam hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm ở phía tay trái đã tháo nắp đậy rồi kéo cần gạt, khiến cho cánh cửa bật mở ở độ cao khoảng 200m so với mặt đất. Các hành khách khi đó đang cài dây an toàn. Trong khi đó thì nam hành khách này như có ý định muốn nhảy xuống. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì người này chỉ thừa nhận là đã mở cửa thoát hiểm của máy bay, tuy nhiên không cho biết lý do vì sao anh ta mở cửa. Và dù với lý do gì đi chăng nữa thì hành động của nam hành khách này đã vi phạm quy định an toàn bay và sẽ bị xử lý thật là thích đáng. Và nếu như bạn nào chưa đi máy bay hoặc là chuẩn bị đi máy bay lần đầu tiên, sẵn đây thì blog du lịch cũng nói rõ hơn cho các bạn về quy định an toàn bay. Trong đó sẽ bao gồm những việc mà các bạn không được làm khi ngồi ở trên máy bay và các mức phạt kèm theo với nó. Và các bạn nhớ tham khảo kỹ sau đây nhé! Quy định về mức phạt khi đi máy bay. Theo quy định của Điều 26, Nghị định 162-2018-NDCP thì mức phạt của một số hành vi phổ biến gây mất an toàn, an ninh hàng không cụ thể như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mang rượu, chất lỏng có cồn và chất lỏng khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay không đúng quy định. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, nhân viên hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Phạt tiền từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng đối với các hành vi đe dọa lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách hoặc là người khác tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng. Tự ý tháo bỏ dây đai an toàn khi ngồi trên máy bay. Tự lấy áo phao dưới ghế ngồi mà không có hiệu lệnh của nhân viên tổ bay. Phạt từ 3 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng đối với các hành vi. Tự ý sử dụng điện thoại trên máy bay bao gồm các thiết bị điện tử, thu phát sóng nói chung, máy tính cá nhân, iPad, tai nghe nhạc cá nhân ở trên máy bay trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh. Làm hư hỏng trang thiết bị của tàu bay. Gây rối, kích động, lôi kéo người khác làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình trang bị, thiết bị hàng không dân dụng. Vào khu vực hạn chế, lên tàu bay không khóa chốt của cửa buồng lái tàu bay theo thời gian quy định trong thời gian tàu bay đang bay, vi phạm trật tự kỷ luật ở trong tàu bay. Tung tin hoặc là cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng. Đưa người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay. Tự ý hút thuốc tại sân bay và trên máy bay, riêng trường hợp hút thuốc trên các chuyến bay mà cấm hút thuốc sẽ bị phạt từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 7 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng đối với các hành vi như sau. Xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng. Hành hung cán bộ công chức, viên chức, thành viên của tổ bay, nhân viên hàng không, hành khách tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng. Gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất trật tự an ninh trên tàu bay. Trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc là tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay. Phạt từ 10 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng đối với các hành vi như sau. Xâm nhập trái phép vào tàu bay, tự ý mở cửa thoát hiểm khi không có hiệu lệnh của tổ bay. Và đây là hành động nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của chuyến bay, cho nên đôi khi mức phạt có thể lên đến 20 triệu đồng. Hành hung thành viên tổ bay, hành khách, người khác ở trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đưa công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, súng săn và các loại vũ khí, đồ vật khác
có hình dạng, tính năng và tác dụng tương tự và khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay trái với quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt từ 15 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng đối với các hành vi tung tin hoặc là cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh, hóa học. Cung cấp các thông tin sai lệch có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay ở trên mặt đất, an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc là người tại cảng hàng không, sân bay và các công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đưa chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, chất cháy vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định. Phạt từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như sau. Tung tin hoặc là cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh, hóa học hoặc là các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người ở trên tàu bay đang bay. Đưa chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, chất cháy lên tàu bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, tại Điều 18, Nghị định 92-2015-NDCP còn quy định về mức phạt có thể bị xử lý bằng các hình thức là cấm bay với các hành vi vi phạm cụ thể như sau. Cấm từ 3 cho đến 12 tháng. Đối với hành khách gây rối, sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay, có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên máy bay, cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai lệch về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng. Không thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên máy bay. Cấm từ 12 cho đến 24 tháng. Đã bị xử lý nhưng mà vẫn vi phạm một trong những trường hợp bị cấm bay từ 3 cho đến 12 tháng. Xâm nhập trái phép vào máy bay, cảng hàng không, sân bay. Đưa vật phẩm nguy hiểm bao gồm vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy, chất nổ, chất dễ nổ, chất độc hóa học và sinh học, chất phóng xạ vào máy bay, sân bay. Cung cấp thông tin sai đến mức uy hiếp an toàn của máy bay đang bay hoặc là trên mặt đất, an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc là người tại cảng hàng không, sân bay và các công trình trang bị, thiết bị hàng không dân dụng. Cố ý thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, uy hiếp đến an toàn khai thác tàu bay, khai thác cảng hàng không, sân bay, bảo đảm hoạt động bay. Cấm vĩnh viễn. Đối tượng đã bị xử lý, tuy nhiên vẫn vi phạm một trong những hành vi bị cấm bay từ 12 cho đến 24 tháng. Bắt giữ con tin trong tàu bay hoặc là tại cảng hàng không, sân bay. Chiếm đoạt bất hợp pháp máy bay trên mặt đất. Chiếm đoạt bất hợp pháp máy bay đang bay. Sử dụng máy bay như một vũ khí. Chiếm đoạt gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp những dịch vụ điều hành bay. Những điều các bạn không nên làm khi ngồi ở trên máy bay. Bên cạnh những hành vi vi phạm quy định an toàn bay, bị xử lý phạt hành chính hay là cấm bay theo pháp luật thì còn có những hành động được cho là khiếm nhã, không nên làm khi đi máy bay mà các bạn cần phải tránh như sau. Sử dụng nhà vệ sinh ngay trước khi cất cánh. Với những bạn có thói quen đi vệ sinh mỗi khi hồi hộp sẽ rất hiểu cảm giác này. Và dẫu biết rằng mỗi khi máy bay cất hay là hạ cánh có thể làm các bạn hồi hộp, tuy nhiên các bạn cũng không được cố thủ trong nhà vệ sinh lúc này đâu nhá. Bởi vì hành động này sẽ làm chậm trễ chuyến bay, bởi phi công sẽ không thể cất cánh nếu như ai đó vẫn còn trong nhà vệ sinh. Tắt điều hòa không khí trên ghế của mình. Nếu như các bạn chưa biết thì không khí trên máy bay vốn dĩ đã rất là khô. Và nếu nhiệt độ cao, hành khách rất dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, nôn mửa. Chính vì vậy mà nhiệt độ điều hòa trên máy bay lúc nào cũng được hạ thấp xuống. Chưa kể, ở nhiệt độ cao này có thể là môi trường lý tưởng để vi khuẩn có thể dễ dàng sống sót hơn. Cho nên dù các bạn lạnh cỡ nào thì cũng không nên tắt điều hòa không khí trên ghế của mình đâu nhé. Đặt chân lên ghế thành máy bay và tay vịn. Việc các bạn ngồi trên máy bay dài sẽ khiến nhiều hành khách có cảm giác mỏi. Bởi vậy, theo thói quen thì một số người sẽ đặt chân lên ghế thành máy bay và cả tay vịn nữa đó. Và những hành động này được xem là thiếu lịch sự đối với những người ngồi cạnh. Nói chuyện quá to trên máy bay. Có thể một chuyến bay dài sẽ làm các bạn cảm thấy buồn chán hoặc các bạn muốn phân tán cảm giác sợ hồi hộp khi đi máy bay bằng cách nói chuyện với những người bên cạnh.
Và trong các trường hợp đó thì các bạn hãy cố gắng kiểm soát âm lượng của tiếng chuyện trò và tiếng cười đùa của mình. Điều này có thể làm các hành khách bay cảm thấy khó chịu đó nhé. Đừng đeo kính áp tròng khi đi máy bay. Như blog du lịch có nói ở trên thì không khí trong cabin máy bay rất là khô cho nên có thể gây khó chịu cho mắt của bạn. Chưa kể khi ngồi trên máy bay, các bạn sẽ thường ngủ cho nên nếu đeo kính áp tròng cũng dễ làm tổn thương đến mắt. Vì vậy, khi các bạn đi máy bay, tốt nhất các bạn nên mang kính thay cho kính áp tròng, các bạn lưu ý nhé. Ngồi nhầm ghế khi đi máy bay. Không như đi tàu xe, khi bạn đi máy bay thì vị trí của các hành khách đều được tiếp viên hàng không đánh dấu. Cho nên các bạn không nên tự ý thay đổi chỗ ngồi, dù rằng trên máy bay đang có ghế trống. Chưa kể, trong một số ghế trên máy bay sẽ được bỏ trống nhằm mục đích cân bằng trọng tâm của máy bay khi máy bay cất cánh. Một số mẹo chống ù tai các bạn lần đầu đi máy bay. Ngoài cảm giác thích thú khi được bay lên bầu trời và xuyên giữa những tầng mây, thì với một số bạn đi máy bay chính là cơn ác mộng. Bởi lẽ họ thường xuyên có cảm giác ù tai, thậm chí là đau tai rất là khó chịu. Sau đây thì blog du lịch sẽ gợi ý cho các bạn về một số mẹo xử lý tình huống nếu các bạn bị ù tai khi đi máy bay sau đây nhé. Thứ nhất, nuốt nước bọt giúp các bạn hoạt động cơ, kích thích và astroche hoạt động liên tục. Và đây là phương pháp chống ù tai khá là đơn giản và hiệu quả. Thứ hai, ngáp là một trong những hoạt động mở cơ hiệu quả, đồng thời không khí đi vào với astroche giúp cân bằng áp suất giữa tai, phía trong và bên ngoài. Thứ ba, nhai kẹo cao su để các cơ hoạt động thường xuyên giúp giảm ù tai khi đi máy bay hiệu quả, đồng thời giúp các bạn bình tĩnh, giảm căng thẳng nữa đó. Thứ tư, dùng niệm pháp Vasava, tức là ngậm miệng, sau đó lấy tay bịt chặt hai lỗ mũi và thở nhẹ. Hành động này giúp cân bằng áp suất giữa hai tai cho nên các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Thứ năm, sử dụng thuốc xịt trước 30 phút cho đến 1 tiếng trước khi lên máy bay sẽ giúp cải thiện tình trạng ù tai của bạn. Tuy nhiên, các bạn cũng nên tránh xịt quá nhiều, bởi vì thuốc có thể khiến tình trạng nghẹt mũi tăng thêm đấy nhá. Vậy là blog du lịch đã cập nhật cho bạn những quy định phạt nếu vi phạm quy định an toàn khi đi máy bay, đồng thời cũng gợi ý những điều không nên làm và cách xử lý khi bị ù tai ở trên máy bay. Hy vọng với những thông tin này giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hơn khi đi máy bay các bạn nhé. Chúc các bạn có một chuyến bay an toàn và nhiều trải nghiệm thú vị. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.